Alo, các em nhìn thấy màn hình máy tính của thầy không? Có. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nhé. Chúng ta đã tìm hiểu được bài toán thứ nhất, đó là bài toán về liên thông trong đồ thị. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài toán đường đi và chu trình Euler và Hamilton. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu bài toán đường đi và chu trình Euler. Bài toán đường đi và chu trình Euler xuất phát từ một cái bài toán có trong lịch sử như sau. Trong thế kỷ 18, thị trấn Conibert bị chia thành 4 vùng đất bởi các nhánh của con sông Brigand. Có 7 cây cầu nối tới 4 vùng đất này. Đây, chúng ta hãy hình dung 4 vùng đất ký hiệu là A, B, C và D, có 7 cây cầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và giữa AB với nhau là 7. Có một câu hỏi được đặt ra đó là liệu có thể bắt đầu từ một điểm nào đó trong thị trấn, đi hết 7 cây cầu một lượt mà không có cây cầu nào đi qua hai lần và trở về điểm xuất phát. Năm 1736, Euler đã giải bài toán xong bằng cách sử dụng đa đồ thị để biểu diễn. Thứ nhất, bốn vùng đất A, B, C, D được biểu diễn bởi các đỉnh A, B, C, D. Và các cây cầu được biểu diễn là các cạnh của đồ thị. Từ đó, người ta đã định nghĩa cái chu trình Euler. Một chu trình Euler trong một đồ thị G là một chu trình đơn chứa mọi cạnh của đồ thị G. Một đường đi Euler trong đồ thị G là một đường đi đơn chứa mọi cạnh của đồ thị G. Chúng ta nhắc lại cái định nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ xét điều kiện cần và đủ để có đường đi và chu trình Euler. Định lý 1. Trong một đa đồ thị liên thông với số đỉnh ít nhất là 2, có một chu trình Euler khi và chỉ khi mỗi đỉnh của nó có bậc chẵn. Như vậy ở đây, để trả lời câu hỏi ban đầu là có một đường đi từ một điểm bất kỳ nào đó trong thị trấn đi qua 7 cây cầu mà không lặp lại hai lần, rồi lại quay trở lại cái điểm xuất phát. Bạn Nguyễn Thanh Vũ à? Dạ em đây ạ. Ở đây chúng ta có định lý 1 để trả lời cho câu hỏi ban đầu, đó là liệu có thể xuất phát từ một điểm trong thị trấn đi qua 7 cây cầu mà không lặp lại rồi lại quay trở lại đúng vị trí cũ. Theo em nghĩ thì có đường đi không? Theo em nghĩ là không. À, vì sao theo em nghĩ là không? Chúng ta có định lý 1 đây, chúng ta căn cứ vào định lý 1. Vì ở đây số đỉnh của nó là bậc lẻ. Đỉnh nào có bậc lẻ em? Bậc chính là số cạnh nối với đỉnh đó. Vậy thì đỉnh D có số bậc là mấy em? Đỉnh D bằng là 3. À đúng rồi. Rồi thầy cảm ơn em. Ở đây chúng ta thấy rằng là điều kiện để có một chu trình Euler đó là mỗi đỉnh của nó phải có bậc chẵn. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy tất cả các đỉnh A, B, C, D đều là bậc lẻ. Nên là chắc chắn nó không có chu trình Euler. Định lý 2. Một đa đồ thị liên thông có một đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi nó có đúng hai đỉnh bậc lẻ. Thế thành ra ở đây chúng ta thấy nó có những bốn đỉnh bậc lẻ. Thành ra nó cũng không có đường đi Euler. Và chúng ta lấy ví dụ
Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có đường đi Euler hoặc có chu trình Euler? Bây giờ thầy sẽ mời một bạn trả lời cho thầy. Bạn Nguyễn Quỳnh Anh này. Dạ. Và bạn Quỳnh Anh trả lời nhé. Trong đồ thị G1 có đường đi Euler không? Hoặc là có chu trình Euler không? Em như thầy là trong đồ thị G1 thì có chu trình Euler ạ. À đúng rồi, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì các bậc của các đỉnh nó đều là chẵn ạ. À đúng rồi. Chúng ta thấy theo định lý 1 thì trong đồ thị G1 mọi đỉnh của G1 đều là có số đỉnh là chẵn nên nó có chu trình Euler. Đã có chu trình Euler thì tất nhiên là có đường đi. Trong đồ thị G2 có chu trình Euler không em? Trong đồ thị G2 thì là không có, tại vì có các đỉnh A, B, C, D thì nó có bậc là bậc lẻ ạ. À đúng rồi, vậy thì nó có đường đi Euler không? Không ạ, tại vì không có chu trình thì sẽ không có đường đi ạ. À không phải. Không có chu trình thì nó có thể có đường đi. Đấy. Tuy nhiên ở đây để có đường đi Euler theo định lý 2 chúng ta nhớ lại nó chỉ có đúng hai đỉnh bậc lẻ thôi, còn ở đây nó có những bốn đỉnh bậc lẻ, như vậy nó không có. Đồ thị G3 thì sao em? Em thưa thầy là đồ thị G3 thì nó có đường đi Euler ạ. À đúng rồi. Chúng ta thấy là trong đồ thị G3 chỉ có hai đỉnh bậc lẻ là A và B, chính vì thế nó có đường đi Euler. Đồ thị H1 thì có chu trình hoặc đường đi Euler không em? Đồ thị H1. Em như thầy là không có Có không có chu trình hay không có đường đi? chu trình ạ. À đúng rồi. Thứ nhất là không có chu trình. Nhưng mà có đường đi không? Ở đây là chúng ta thấy nó có đi qua tất cả các đỉnh đúng không? Trong khi đó đường Euler là phải đi qua các cạnh cơ. Bây giờ tiếp theo là đồ thị H2. Đồ thị H2. Em thấy là đồ thị H2 thì sẽ là có chu trình Euler ạ. À đúng rồi, có chu trình Euler. Có chu trình tất nhiên là có đường đi. Đồ thị H3 có chu trình Euler không? Đồ thị H3 thì là không ạ. Đúng rồi, đồ thị H3 thì không có chu trình Euler. Tuy nhiên là nó có một đường đi, đó là đi từ C. Rồi thầy cảm ơn em. Trong đồ thị H3 chúng ta có một đường đi Euler, đó là bắt đầu từ đỉnh C. Chúng ta có C, D, B, C, A, B. Như vậy nó đi qua mỗi cạnh có duy nhất một lần. Chúng ta lấy ví dụ 2. Đồ thị nào có một đường đi Euler? Bạn Nguyễn Đức Thuận à? Dạ em có ạ. Em trả lời cho thầy đồ thị G1 có đường đi Euler không? Em thấy là có ạ, tại vì nó có hai đỉnh có bậc lẻ là đỉnh D và đỉnh B ạ. À đúng rồi. Trong đồ thị G2 thì có đường đi Euler không? Em thưa thầy, có thể là có, nó có hai đỉnh có bậc lẻ là đỉnh B và đỉnh D ạ. À đúng rồi. Đỉnh G3 thì có đường đi Euler không? G3. Em có thể là không ạ. Tại vì Vì sao? có các đỉnh có nhiều hơn hai đỉnh có bậc lẻ là A, B, C, D, E, F ạ.
À đúng rồi, thầy cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sang đến đường đi và chu trình Hamilton. Thuật ngữ chu trình Hamilton xuất phát từ một trò chơi gọi là Ecosian Punch, được phát minh năm 1857 bởi nhà toán học Ireland Sir William Rowan Hamilton. Bài toán như sau: có một khối đa diện gồm có 12 ngũ giác đều là các mặt của nó. Đây là cái khối nó như thế này. Cùng với một cái đinh ghim tại mỗi đỉnh, tức là trên mỗi đỉnh có một cái đinh ghim. Và các dây. Tổng số có 20 đỉnh của đa diện được đặt tên là các thành phố khác nhau trên thế giới. Mục đích của trò chơi là bắt đầu từ một thành phố, đi dọc các cạnh của đa diện đến thăm 19 thành phố còn lại, mỗi thành phố đúng một lần và quay lại thành phố đầu tiên. Và chu trình được đánh dấu bằng dây và đinh ghim. Chúng ta có thể biểu diễn cái đa diện hình A này ở dưới dạng biểu diễn đồ thị phẳng như thế này. Và chúng ta có thể biểu diễn lại cái đường đi, chúng ta có một cái chu trình như sau. Chúng ta đây là cái đinh ghim tại mỗi đỉnh, và chúng ta những cái đường màu xanh này chính là đường dây. Đấy. Lần lượt đi qua tất cả các đỉnh và lại quay trở lại cái đỉnh ban đầu. Từ đó chúng ta có cái định nghĩa đường đi và chu trình Hamilton. Một đường đi đơn trong đồ thị G đi qua mọi đỉnh đúng một lần được gọi là đường đi Hamilton. Và một chu trình đơn trong đồ thị G đi qua mọi đỉnh đúng một lần được gọi là chu trình Hamilton. Thì đấy là cái định nghĩa. Bây giờ chúng ta xét cái điều kiện để tồn tại chu trình Hamilton. Điều kiện để tồn tại chu trình Hamilton thì nó phức tạp và nó cũng khó kiểm chứng hơn so với đường đi và chu trình Euler. Chúng ta có các định lý số 3, định lý Dirac. Nếu G là một đơn đồ thị có n đỉnh với n lớn bằng 3, sao cho bậc của mỗi đỉnh lớn hơn hoặc bằng n trên 2, thì G có một chu trình Hamilton. Định lý 4, định lý Euler. Nếu G là một đơn đồ thị có n đỉnh với n lớn bằng 3, sao cho bậc của đỉnh U cộng với bậc của đỉnh V lớn hơn hoặc bằng n với mọi cặp đỉnh không kề nhau UV trong đồ thị G, thì G có một chu trình Hamilton. Nếu chúng ta để ý cái đường định lý 3, mỗi đỉnh có số số bậc là lớn bằng n trên 2, thì đương nhiên tổng bậc của hai đỉnh bất kỳ thì chắc chắn là lớn hơn bằng n. Chúng ta lấy ví dụ đơn đồ thị nào có một chu trình Hamilton hoặc đường đi Hamilton. Thầy mời bạn Nguyễn Phương Bắc là. Có Em trả lời cho thầy, đồ thị G1 có chu trình Hamilton không em? như thầy là có À đúng rồi, đường đi của em có thể liệt kê là gì? đây là A, E với A, B. A, B, C, D, E, A. Đồ thị G2 có chu trình Hamilton không em? Không ạ. Không, đúng rồi. Nhưng có đường đi Hamilton không em? Có đường đi ạ. À đúng rồi, có đường đi. Đấy, chúng ta có thể A, B, C, D. Đồ thị G3 thì có đường đi, có chu trình Hamilton không? Em là có. Đồ thị G3 nhé. Đây là không ạ, không, không có. Không, không có. Đường đi có không em? Không có. À đúng rồi, bởi vì chúng ta nhìn thấy ba cái đỉnh là lá. Nên là nó vào đây thì kiểu gì cũng phải đi lại, đi quay ra thì mới đi được đến các đỉnh khác. Như vậy cái đỉnh
Kề với cái lá này chắc chắn phải ít nhất là đi hai lần. Đấy, nên là không có.